Chào anh em, hôm nay mình sẽ làm clip review anh em về cái súng bắn đinh công ty mình đang phân phối. Súng này nhãn mát hàng nội địa của Nhật nha anh em. Sau đây mình sẽ giới thiệu sơ cho anh em về cách sử dụng súng. Súng này dùng binh và ga nha em. Đây, chỗ này tháo ráp binh. Binh tháo ráp rất là dễ dàng anh em. Binh này có thể mình có mua cái bộ sạc của nó, ngoài thị trường rất là phổ biến. Đây, giờ mình dán vào. Đây là bình ga. Bình ga này cũng rất là thông dụng, mình có thể nạp dễ dàng. Giờ mình lắp đinh vào máy. Bây giờ mình cùng test thử lực mạnh của máy nha anh em. Bây giờ mình test thử vào nền, đây là mặt nhựa đường nha. Anh em thấy đấy, đinh đúng rất là sâu, đúng hết cái đinh, cho dù mặt nửa đường rất là cứng. Test thử vào trụ bê tông nha anh em. Rất tuyệt vời nha anh em, đúng mất cái đinh luôn rồi. Đinh đúng rất là sâu. Còn cái mát mà mình vừa test cho anh em thì hiện công ty mình cũng đang phân phối 3 cây khác với cách sử dụng và lực bắn ra như nhau nha anh em. Đây là cây Haiti X100 của Đức. Đây là cây Ramset. Đây là hàng Nhật nội địa nha. Còn đây là cây JBS. Riêng đặc biệt cây này thì nó sử dụng nguồn điện 220V nha anh em, với lực bắn ra cũng tương tự như những cây còn lại. Nhân từ đây mình cũng xin giới thiệu với anh em bộ đinh sử dụng của máy, có chiều dài từ 2 phân đến 3 phân 8. Tùy vào mục đích sử dụng của anh em thì anh em có thể chọn cái loại đinh phù hợp. Rồi, cuối cùng mình cảm ơn anh em đã xem clip. Nếu em thấy hữu ích có thể like và share để ủng hộ công ty chúng tôi.